Vào hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Honda đã chính thức vén màn mẫu xe concept mới, mang tên SUV ZS trong triển lãm ô tô quốc tế GIAS Indo-Indonesia, GIAS. Vào thời điểm đó, hãng Honda khẳng định chưa có kế hoạch đưa mẫu xe concept này lên dây chuyền sản xuất thương mại. Có vẻ như hãng Honda đã thay đổi quyết định khi tin đồn về phiên bản thương mại của Honda SUV ZS được lan truyền tại Indonesia. Theo tin đồn, Honda SUV ZS sẽ chính thức ra mắt trước thềm triển lãm GIAS 2022 diễn ra vào tháng 8 năm nay tại Indonesia, như đối thủ cạnh tranh của Toyota Raize và Kia Soulnet. Không dừng ở đó, trên trang web của Sở thuế xe cơ giới Jakarta còn xuất hiện cả giá bán của Honda SUV ZS. Theo đó, mẫu SUV hạng A này sẽ có tổng cộng 5 bản trang bị, bao gồm 1.5 EMT, 1.5 ECVT, 1.5 GSMT, 1.5 GSCVT và 1.5 GSCVTZ. Giá xe Honda SUV ZS tại thị trường Indonesia dao động từ 163 đến 189 triệu rupiah, khoảng 256 đến 297 triệu đồng. Nếu những con số trên là chính xác thì Honda SUV ZS sẽ có giá khá cạnh tranh với hai đối thủ Toyota Raize và Kia Soulnet. Hiện Toyota Raize có giá dao động từ 150 đến 203 triệu rupiah, 235,5 đến 319 triệu đồng tại thị trường Indonesia. Trong khi đó, con số tương ứng của Kia Soulnet là 178 đến 194 triệu rupiah, 279 đến 304,5 triệu đồng. Như vậy, bản cao cấp nhất của Honda SUV ZS rẻ hơn cả hai đối thủ. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến Honda SUV ZS phiên bản thương mại. Trong khi đó, Honda SUV ZS Concept sở hữu ngoại hình nhỏ xinh và trẻ trung. Trên đầu xe, mẫu SUV hạng A này được trang bị lưới tản nhiệt rộng, đi kèm mắt lưới như bàn cờ. Lưới tản nhiệt của Honda SUV ZS được thiết kế tràn viền và mở rộng sang hai bên, gợi liên tưởng đến những mẫu xe Peugeot như 3008, 308 và 408 mới. Tiếp đến là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo, hốc gió, trung tâm hình thang khá rộng, cũng như hai khe gió hình tam giác nằm dọc ở hai bên đầu xe. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, và phần nóc màu đen tương phản với thân xe. Bên cạnh đó là nẹp thân xe, và vòm bánh màu đen cũng như bộ vành 5 chấu kép thể thao. Đằng sau Honda SUV ZS Concept, xuất hiện cụm đèn hậu với tạo hình như dấu gạch ngang độc đáo bên trong, và nối với nhau bằng dải đèn ở giữa. Tương tự ở đầu xe, trên cản sau của Honda SUV ZS Concept cũng có hai khe gió hình tam giác nằm dọc. Chưa hết, mẫu SUV hạng A này còn có ba gơ nóc, cánh gió mui màu đen, tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước sau, và những điểm nhấn màu đỏ ở hốc gió, trung tâm cũng như hai bên sườn. Đáng tiếc là hình ảnh nội thất và thông tin về động cơ của Honda SUV ZS Concept không được công bố. Theo dự đoán của giới truyền thông Indonesia, mẫu SUV hạng A này dùng động cơ xăng IVTEC 4 xi lanh, DOHC, dung tích 1.5 lít giống đàn anh Honda BRV 2022. Kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, động cơ này tạo ra công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm ở Honda BRV thế hệ mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về Honda SUV ZS.